me like a Hellcat. Hello và xin chào anh em nha, và chào mừng anh em đôi trở lại channel của mình. Mình là BUCG đây, và chào mừng anh em đôi trở lại cái series mà BUCG đến URF ở trên server Việt Nam này mọi người. Thì ngày hôm nay mình sẽ chơi con Calista này và lên một cái build đồ phải nói là cực kỳ dễ cho nó luôn em, đó chính là Calista full sát lực. Anh em nghĩ là Calista trong chế độ này phế lắm chứ gì anh em, tại vì mình thấy nhiều anh em chơi con này trong chế độ này mắc phế luôn. Đó là vì anh em chưa lên đúng đồ rồi. Còn này thì trong chế độ này thì anh em phải lên đầu đen, mày phải nói là full sức lực đúng không các bạn nha anh em. Mình thề với nó luôn, lên full sức lực anh em thử một lần đi rồi anh em sẽ biết nó mạnh như thế nào. Mình đã test rồi nên mình mới về URF mình làm cho anh em xem. Đấy, may mắn là sau bao nhiêu lần đầu đi mày săn cái đất tay thì cuối cùng nó cũng đã ra rồi anh em. Nếu mà anh em đã kiểu như là biết được cái tay mà không chơi thì cái đó là quá là tiếc cho anh em. Còn nếu như anh em nào mà cứ tiếp tục chơi và ra cái tay thì mình khuyên anh em sau khi xem clip này thì mình nghĩ anh em hãy nên chơi thử một lần và lên build đồ như mình đã lên ở trong clip này nha. Mình tin chắc rằng anh em là build đồ này là cực kỳ mạnh luôn. Cái tay full sức lực mình sẽ kết hợp việc chơi URF và làm đồ dị luôn nhé anh em. Đấy, và nếu như anh em xem thích thì hãy đừng quên để làm một like ủng hộ mình nha. Và được anh em đã đăng ký cũng như là bấm nút chuông ở bên cạnh nút đăng ký để nhận những cái video mới nhất và comment. Đó là động lực rất là lớn khi mình làm video đó. Một phải bay vào con Lee Sin mất tóc biến rồi, không hiểu vì sao luôn. Mình bắn rất lực anh em à, tóc biến từ giải xì vẫn bắn anh em, bắn rất là kinh khủng. Cái chiêu quy anh em à, tí nữa anh em không cần bắn nhiều, anh em chỉ cần anh em quy một phát thôi là nó chết luôn. Anh em tin không? Anh em không tin thì cứ xem đi, vì video này thì đam nó là cực khủng nha anh em. Về lay thì mình nghĩ tính sơ sơ rồi cũng vài trăm đam, 500-600 đam rồi. Quầy, ok, ngon rồi, ok. Mày đủ nice. Ok, 1-2 anh em, easy. Full sức lực nha anh em, full sức lực chúng ta không lên món đồ này mà cũng như là có tốc đánh nha. Mắc đam luôn. Và lay thì với video này thì mình nghĩ là có thể đạt tới nó là tầm 600-700 đam cho con Calista này. Anh em thấy lượng đam ảo không? Nó là cực kỳ ảo luôn. Tí như Savannah hay là JC rồi các kiểu là một quy là chết hết anh em. Không thì mình sống được với Calista này. Nếu mà anh em kiểu như là cắm được nhiều cái E nữa thì thôi, do một cái E nó rút phát là phải là mấy trăm máu. Anh em cắm vài như là 5-6 dao thôi, anh em đã rút phát là chết nó luôn á. Tại vì chiêu quy và chiêu E nó đều dựa vào cái sát thương của mình đang có anh em, nên anh em cắm nhiều dao hay là ít dao cũng được, chủ yếu là đam anh em cao hay không thôi. Đấy, đi cái thằng Lee Sin support cũng khá là đã anh em à, nó bút dép cho mình mắc phê luôn. JC anh em thấy JC không đi lại lên Calista anh em, tại vì nó dọn quá nhanh. Calista dọn quá nhanh để mình lên đam lên sát lực đó. Ui, từ thôi nè anh bạn. Calista tí anh em là mắc đam anh em, một quy thôi là chết sau con rip. Một quy thôi nha anh em là chết ban rip sâu, nó chọn qua ba rip nhỏ luôn anh em. Đấy, thật đã. Và ui, rồi. Em nó có tướng lỗi anh em à, VC kiểu Lucian, team mình cũng có fit đó, mắc mạnh luôn. Bay nhảy Lee Sin ghê quá ta, Lee Sin bay nhảy ghê quá ta. Thì mình mang bản thu thập linh hồn cho con này anh em à, cho nó tối ưu hóa cái lượng đam này. Một phải bay vào Lee Sin không hiểu sao mà ta bay vào mất tóc biến luôn. Holy shit. Bình tĩnh nào Lee Sin ơi, bình tĩnh thôi nào. Ôi, giờ sẽ được bắn khá là đầu anh em à, sẽ được bắn khá là đầu đấy. Về nhà mua đồ, về nhà mua đồ. Ok, ra giết thế nào, một pha bay vào Lee Sin rồi, Lee Sin bị bắn sấp mặt lên luôn. Mình đã kết nối với thằng Lee Sin anh em, mình đã kết hôn á. Nói là chính xác hơn là như vậy. Đấy, tí nữa có xấu là mình quất Lee Sin vào cho nó bay vào mình ăn mạng liền. Trời ơi, anh em thấy không? Bắn không? Mà nói là bắn không được nhanh lắm nhưng mà rất là lực luôn. Phải nói là những
cái giáo quân này anh em, nó không nhiều nhưng mà cực kỳ chất lượng trên mỗi cái giáo này. Một cái giáo là ít nhất phải nói là vài chục đam, tầm 166 đam bây giờ của mình là cắm tầm 4-5 cái giáo anh em, là rút phát là nửa cây là nó chết chắc luôn á. Cộng với cái việc linh hồn của mình đang có 5 linh hồn, rất là phê. Đánh luôn, đánh luôn, bắn được chỗ một cái quy rồi, em thấy không, nhẹ nhẹ thôi. Ok ok, ôi xin ăn hết hai mạng luôn rồi. Rồi không sao anh em, chủ yếu là mình lấy được cái linh hồn là phê rồi. Ồ, môn đồ xuống đầy nữa à. Môn đồ star boy, đánh luôn, đánh môn đồ luôn. Ok, lại Lee Sin ăn mạng, ba mạng tiếp tục dành cho Lee Sin. Ôi xui đó. Không sao anh em, chúng ta có được 7 linh hồn, ngon trim. Còn này là anh em chỉ cần chủ yếu là tích linh hồn thôi, xong rồi về lay kiểu gì anh em chảy mà full đồ đúng không? Đấy, anh chỉ cần tích linh hồn thôi. Về lay chúng ta là một quy là một mạng, mình thề với luôn. Một quy là một mạng, không lâu láo anh em làm cái gì. 4-1 hay là xanh một pha bay vào Lee Sin, tiếp tục là những pha bay vào, insert được Jesse và rồi giết luôn, giết luôn, giết luôn. Ok, những cái giáo rất là chất lượng, hơn gần 250 đam. Tí nữa về lay thì tầm 500-600 đam là một cái giáo là quá trời quá đất đam luôn. Anh em thấy không, một cái quy thôi mà chết hết 6 rip. Không nói nhiều, sao mà dọn lính được JC, sao mà dọn lính nhanh bằng mình được anh em. Một cái giáo một cái quy thôi mà chết 6 rip. JC lần này nào, Lee Sin đang có rồi nha anh em. Inset được, giết lâu giết nè, này bay ngáo nè. Đấy, ngon rồi, thằng này luôn. Trời ơi, đây một cái quy kìa, hơn nửa cây. Tên mình nghỉ chơi luôn á. Mẹ. Một cái quy mà hơn nửa cây. Vãi thật. Ok. 8-1 ở phút thứ 7, giết mạng hơn thời gian rồi, 11 linh hồn. Và anh em nào đang xem thì nếu mà chưa like thì hãy đừng quên để làm một like ủng hộ mình nha. Tại vì cái đó là động lực rất là lớn cho mình làm video cho anh em xem đó. Những cái lượng like cũng như là lượng cái đăng ký ủng hộ mình. Cảm ơn anh em nhiều nhé. Ủa, một cái quy của JC thôi mà Lee Sin phải khóc thét rồi nè. Anh em thấy không, mình một quy cái nhẹ nhẹ thằng Sabana thôi là mình nửa cây. Ui ui, wow, băng trụ luôn, băng trụ luôn. Cái tầm này là không có sợ nào hết. Đấy, ngon. Rồi ok, mỗi đứa một mạng. Cái tầm này là không sợ nào hết anh em, cái tầm này là quất hết. Rồi về. Đừng quay trụ, đừng quay trụ, cho tim mới ra chơi. Chị là xa nha. Ôi, cái tầm này là quất hết anh em ơi. Mình được gần 3 món sắc lực rồi. Kiếm ma cũng như là áo trồng bóng tối. Món tiếp theo mình sẽ lên đó chính là cái giả kiếm anh em. Một cái huy thôi là tên bạn là nghỉ chơi luôn. Nhẹ nhàng và tình cảm thôi anh em. Lên nè, tôi có rờ nha, Lee Sin cứ việc quẩy đi. Chết thì tôi rờ lại cứu cho. Khỏi cần phải người kiểu như là về chừng. Đó này, một cái huy kìa. Đấy, dọn rất là dễ. Dọn quá mà nó là kinh khủng luôn á. Mày sao? Cái quy này tầm nó hơi ngắn anh em. Wow, một quy hơn nửa cây, bắt buộc EC và tốc biến nó không muốn mình chết. Băng trụ nè. Ok. Ok, trời ơi. Cái lượng đam anh em là quá khủng khiếp luôn á. Mẹ. Trời. Kinh. Tìm đâu rồi, Jesse này, Jesse sau lưng nè. Ui, không sao anh em, mình lo được, một quy thôi. Mình đã nói với anh em cái gì nào anh em, một quy. Cái đó là mình chỉ bồi thêm cái E để giật đàm thôi đó anh em. Một cái giáo thôi đó. Phải thật. Sao bên này, lên đây, phải chạy liền em, phải chạy liền. Đấy, sao được. Mày nè. Holy shit. Quá khủng khiếp. Tên bạn là khóc thét rồi, tên bạn là nghỉ chơi rồi. Đầu đi mày máu, tên nó tục còn nhanh hơn tục quần nữa em. Nó là mất nhanh luôn. Ồ, 3 món sắc lực nha. Món tiếp theo là mình nghĩ là mình sẽ lên, đó chính là một là phong thần kiếm. Ngon, mình nghĩ là chắc mình không lên đâu. Mình nghĩ là mình sẽ lên cái kia nè. Cái gì mà có hút máu á. Chúng ta là limit chúng ta chơi rồi. Boss là
quá đủ rồi. Ở chỗ boss của chúng ta đã viết được 13 mạng. Tem nói là mình one shot dễ lắm nè, cứ một quy là một mạng thôi, easy. Để đây nào, trời ơi anh em, một cái quy, oh, hai cái quy chết luôn. Oh, vãi, một quy Lucian gần chết, quy thứ hai này kích động. Ôi, JC, trời ơi, bắn trụ luôn, nice. Ok, thì xin insect khá là ghê. 15-1, vãi thật. Anh em thấy chưa, anh em đã thấy cái sự lỗi đam nó là cực kỳ của này chưa anh em. Lucian, giết nó anh em, giết nó anh em. Này mình lo được nè. Trời ơi, xa quá, thôi thôi, về. Ok, về rồi anh em ơi, chúng ta về rồi. Muốn sao, muốn đánh mình kìa, muốn đánh mình kìa. Ok. Muốn gì? Muốn chơi không? Muốn chơi không? Lên đó anh em! Xung nữa! Đúng rồi. Mày sao nè? Ok nè. Thằng nào kìa? Giết nó. Trời ơi! Quăng nhẹ, trúng cái nhẹ thôi anh em là chắc chắn là phải chết, không sống được. Phải thật. Mạnh ghê, mình không tin là mạnh được gì luôn á anh em. Ê, thằng nào kìa? Thôi mình về. Anh xin ra tay giúp lưu tôi. Ý, ok né rồi. Chết ai bây giờ ở đây. Rồi về. Muốn gì đây, solo không ấy. Sao boy. Ôi Lucian lên phép hèn chi. Ok em gần 500 đam rồi. Giờ team nó là một đứa một quăng thôi. Anh em tin Lucian không? Có một quăng nào là team bạn là ngất ngay con gà tay liền. Chạy liền. Anh em thấy mình là chạy liền. Ok, một mạng nha. Lên luôn, rượt nó. Come on. Mundo mình quăng cho chết luôn. Tiếp tục. Ok. Trời ơi, Wagner kill. What the fuck. Hả? Wagner kill đâu vậy ta? Mình không hiểu luôn anh em. Tự nhiên bắn hồi được Wagner kill luôn. Vì bên ta đâu rồi? Ra đây cho mình hút những cái bên ta nào. Đầu đen đang ngon mà. Gần 500 đam. Anh em đã thấy cái sự lỗi đam của con này chưa anh em? Anh em đã thấy cái sự lỗi đam chưa? Mình thề với luôn con này là nếu mà lên sát lực trong dòng này là cực kỳ mạnh nha. Không đùa đâu. Đấy, quăng cái nhẹ thôi. Thằng đó nó bút dép đó. Lên đây nào. Mày nè, đó. Ui, quăng đạo quăng thí mà cũng chết đó kìa. Ôi, Kinh. Cover mình nè. Ôi, một quăng một e chết kìa. What the fuck gì vậy? Trời ơi, triple kill. Xin nhẹ có qua ra kill lần nữa nào. Ok, bên tay. Help me. Cho tôi, ui. Let's go baby. Penta kill cho Biusagi trong chế độ URF Việt Nam này. Với con bài chính là Karita làm biểu đồ sắc lực. Full sắc lực. Với cái lượng đam là 500 đam rồi, làm tròn luôn đó. Giờ anh em thấy mình nói đậu đen mày đâu có sai, anh em con này là lỗi đam lắm. Nên mình khuyên anh em nếu mà ra được thì anh em hãy nên chơi thử một lần để biết cái sức mạnh của con này. Anh em lên đúng cái video này của mình thì phải nói là mắc mạnh luôn. Anh em có thể tùy chỉnh một chút cũng được. Anh em có thể lên kiểu như là giáp thiên thần để đảm bảo tính mạng cho anh an toàn, hay là lên cái nào cũng được anh em. Nói chung là phải có ba món sắc lực này cùng cái vũ điều tử thần thì nó mới mạnh nha. Cái vũ điều tử thần này anh em chỉ cần quăng quy thôi. Lãnh hồi cho nên là một khúc máu luôn. Ok chưa? Cùng bá tiếp rồi. Trời ơi, mình quăng kìa. Trời ơi, ba giáo thôi mà. Trời ơi, cái gì vậy ta? Đây là màn JC này. Đây nó đứng bắn kìa, khó chịu nha. Cái vụ được tới thần này anh em, nếu mà anh em có quái em chỉ cần một quy thôi là hồi đầy cây. Xin nào. Ok, ui thôi nè, hồi máu nè. Đấy, anh em thấy để chưa? Đấy. Trời ơi, hồi máu như cái máy điện luôn anh em. Nên mình nói rồi, lên build đồ này là phải có 3 món sức lực, cộng với đó chính là cái vụ điều tử thần. Anh em không cần lên hít kiếm nha. Hít kiếm đối với cái build đồ này khá là phế. Solution anh em tin một nguyên một e chết không? Tune down for what?
Come on. Ôi quăng 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 quy hụt, quăng quy hụt, quăng quy hụt. Quá lỗi anh em. Sai skill định hướng khá là ngu người. Đây thằng nào vậy? Em ơi, ấy ui. Lucian nè, nó đâu rồi, nó đâu rồi. Ê. Ui, lại quy hụt rồi. Mày không sao, mạnh làm gì mà chạy đúng anh em. Tiếp tục, lên nào, lên nào. Ui, quy hụt tiếp rồi. Những pha mù mắt đến từ người xem. Quy hụt liên tục. Diễn nói nè. Ui, người xem. Lý xem. Rồi, nó cho nó bay lên, nó giết cả mai mà nó rồi, nó chạy luôn. Phải, đái. Cái đây là mình chưa bán cái giày anh em, mà mình đã có lượng đây là 584 đam rồi. Bán giày ít nhất là phải là 650 đam. Ui ui ui, chết. Về. Về thôi. What the fuck. Bán cái giày anh em xong rồi mình ăn con Baron nữa. Đó anh em thích thì anh em có thể lên đến kiểu như là 700 đam. Anh em đem đúng bản ngọc, anh em lên đồ dũng mình. Và ăn Baron thì lượng đam anh em có thể đạt tới con này đó chính là 700 đam anh em. Mình không nói láo anh em đâu. Thiệt luôn đó, mình đã 629 đam rồi nè. Mày nè. Ok nè. Rút nhẹ thôi, chấp nhẹ bạn mấy cái quy luôn. Nãy giờ quăng quy toàn hụt không à. Uầy, mình 30 sát hả? Ấy, mình ăn 30 mạng rồi nè anh em. Ở phút thứ 17 thôi. Ui nó rồng, cướp rồng nè. Holy shit. Ôi anh em, thấy cái gì, thấy dây xì không? Nửa cây một quy, là một đánh thường. Khi bạn mạnh thì bạn làm cái gì cũng đúng cả. Mình đang sở hữu đấy là 37 lên hồn anh em. Một đánh thường của mình thôi là cũng đủ thắng các bạn rồi. 755 đam. Wow. Lên luôn. Rồi nha. What the fuck, tay mình toàn one shot không bị mấy ba. Mạnh gì mấy ba. Giết nó, come on. Mày nè. Trời ơi một win mundo kìa anh em. Trời ơi một win mundo kìa. Ui. Mày ra đây nào. Một win mà bạn chịu không nổi luôn á. Sao. Đánh nó giết được. Mundo này bắn vài phát là chết gì đâu. Đấy, nó có sai đâu anh em. Trời ơi. What the f. Đem ảo thế ta. Thờ luôn á. Cái đam kinh nhỉ. Listen tính vô insect mà chưa kịp bay vô thì chết rồi. Mày nè. Anh em tôi đâu quá rồi. Ở sao còn mình tôi vậy. Mày. Ok. Ui ơi, từ. Giết được. Mày ra đây. Muốn vậy. Ôi, nó đứng trong nhà nó hồi máu, em lên cái giáp gai nữa, cái đậu đen đó. Vãi thật. Quay, vô công, ok. Hên quá, tưởng bạn thắng nhá. 795 đam anh em, đây là chưa có boost Baron đó. Mình thờ luôn, nếu mà có boost Baron là phải là gần 900 đam. Mình hết boost rồng rồi, nên nó trừ đam một xíu anh em. 790 mấy đam, vãi thật. Giết nó. Tôi lo được, tôi bắn được nha. Nhưng mà bắn thì hơi chậm thôi. Ok, vẫn bắn được từng đứa. Ok, nice. Ok. Muốn gì mày, Yeezy. Lên đây mày. Chơi chạy. Ủa, tên mày đầu hàng luôn. Ôi, tên kia nó bao chủ hả. Ok, về GZ nha, tạm biệt em.